Thưa quý vị, hôm nay ngày 18 tháng 4, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong sáng cùng ngày, Sở đã họp xem xét xử lý hành vi của ông Hà Tiến Dũng, Phó trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ tỉnh. Qua cuộc họp, ông Dũng đã tường trình lại sự việc và thừa nhận bản thân đã có một số lời nói, việc làm sai sót với chị PT, chú chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, thành phố Huế. Từ cơ sở này, lãnh đạo Sở Nội vụ đã tạm thời cho ông Hà Tiến Dũng thôi điều hành vị trí Phó trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên của Sở để tập trung vào việc kiểm điểm, tường trình. Hiện Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử một tổ công tác về địa phương để xác minh sự việc và nắm thông tin đầy đủ, sau đó sẽ xử lý vụ việc tùy theo mức độ. Cũng trong chiều nay ngày 18 tháng 4, tổ công tác của Sở sẽ về làm việc với Công an phường Xuân Phú. Trước đó, theo phản ánh của chị PT, tối ngày 16 tháng 4, một người đàn ông, sau đó được xác định là ông Hà Tiến Dũng, đỗ xe trên vỉa hè làm chắn một phần lối đi vào căn hộ của chị ở tầng 1. Trao đổi qua điện thoại, ông Dũng không những không nhận sai mà còn thách thức chị T. Ngày 17 tháng 4, chị T đã đến Công an phường Xuân Phú trình bày đầy đủ nội dung về sự việc để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi của người đàn ông trên. Trao đổi với báo chí, ông Hà Tiến Dũng xác nhận có sự việc ông đỗ xe vi phạm trên vỉa hè khu vực chung cư Vicoland vào tối ngày 16 tháng 4. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng ông chỉ đậu xe sai quy định chứ không có chuyện ông đe dọa chị Tê.